Vâng, em chào tất cả các bác. Sau đây em súng test combo này gửi cho bác ở Hà Nội, gửi cho anh Hà. Bác lấy một combo là gồm một con đẩy QC Mỹ 1450 và một con vang Audio Mecha MK2 và một bộ mixer cao cấp ưu lưỡi B4SM58 hai tay. Bộ mix này hai tay là giá 16 triệu, con vang là giá 3 triệu rưỡi, gồm bao gồm phụ kiện xịn sò nha các bác. Nếu là không lấy phụ kiện thì mình trừ ra 500 ngàn, còn con đẩy là giá 9 triệu 500 ngàn, là full phụ kiện, bác về chỉ việc cắm và gắn vào loa ở nhà và sử dụng thôi. Combo này vừa nghe nhạc và karaoke rất là tuyệt vời. Với con vang này rất nó nhiều chế độ hát, các bác có thể chuyển qua chế độ chuyên nghiệp hoặc là chế độ bản nháp nha. Nếu hát gia đình chúng ta hát ở chế độ bản bản cao nha, hay là chế độ chuyên nghiệp này, mình chọn chế độ nào là thì mình ấn ok và nhấn ok lúc này và lúc mà chỉnh lúc này, chọn này các bác, chọn bản cao nha, ấn ok là gia đình hát bản cao rất ok nha, dễ hát và reverb cũng như là effect rất là tốt. Thì sau đây em sẽ thử một ca khúc, mời các bác cùng nghe. Bác nào mình có nhu cầu về combo nghe nhạc hát karaoke thì cứ liên hệ cho em Chiến nha. Bên em phân phối những sản phẩm như đẩy công suất và những bộ mic bộ vang chất lượng để phục vụ tất cả các bác. Thì đây cái là cái bộ pin sạc theo mic này các bác, pin sạc hai viên pin em gửi em bỏ này rồi, bác về hết pin là có thể mình lấy mình sạc nha, đừng có giục nha. Hoặc là bác có thể mua thêm hai viên nữa về xe cua nha, đừng có giục uổng tiền nha. Cái này tới 250 200.000 viên rồi nha, mình chỉ việc hết pin mình sạc xài thôi, hát rất là lâu. Lên bột em anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chân lẻ loi, cô đơn cũng vẫn đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em bây giờ đây em cần một bờ vai em mong, nhưng không cần anh lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ là những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gặp kề bên anh. Anh giữ đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em mơ đây. Anh yêu em quá mất rồi nên nhớ anh như em về thôi. Rồi, bác nào có nhu cầu về những sản phẩm audio cũng như là phục vụ gia đình thì liên hệ cho em Chiến qua số điện thoại trên tấm biển nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chiều nay em gửi combo cho bác luôn nha.